bản Galaxy Note giá rẻ. Tờ Sam Mobile cho biết, ngược với tin đồn gần đây, smartphone mới không dùng tên Galaxy Note 10e, mà thay vào đó là Galaxy Note 10 Lite. Hiện chưa biết thời điểm ra mắt smartphone mới, nhiều khả năng sẽ vào tháng 2 năm tới, trước khi Galaxy S11 lộ diện. Tháng 11 và 12 là thời điểm quan trọng với Samsung. Hãng sẽ gặt hái lợi nhuận từ doanh số bán hàng tăng cao trong mùa mua sắm. Chính vì vậy, Galaxy Note 10 Lite sẽ có khoảng thời gian thuận lợi trước khi Galaxy S11 ra mắt. Thời điểm hiện tại, Galaxy S10 có 4 phiên bản lần lượt là Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ và Galaxy S10 5G. Smartphone mang thương hiệu Lite sẽ rẻ nhất trong số này. Galaxy Note 10 Lite được cho sẽ có 2 phiên bản, màu đen và đỏ. Smartphone mới sẽ được trang bị bút S Pen như các mẫu Galaxy Note khác. Chưa rõ Galaxy Note 10 Lite có bị tinh giản tính năng nào hay không khi Samsung hạ giá sản phẩm.